đạp à. À chỉ lên giờ mà. Oh.
够啊。好，热热啊！啊。
anladı. Mai chúng đến đánh một sân. Mai thì đánh một sân thôi. Mai thì mai chỉ một sân thôi. Mai đến sớm thì chọn chỗ đẹp đi. À rồi mai sang bên kia. Sáng mai mấy giờ đấu nhỉ? 1 giờ. Chiều mai. À 1 giờ chiều mai. Mai là chung kết đơn nam. Lấy đâu ra người để đánh nữa, chung kết có 5 nội dung thôi. Phải hết rồi. Rồi làm đôi lứa. Rồi làm đôi lứa. Mai chung kết rồi. Còn nước ngoài nó cũng chỉ được thế thôi. Vâng. Mình đánh với Nhật thì à, chân số 1 đấy. Court 1, women's singles semifinal, Hirari Mitsui, Japan versus Nguyen Thuy Linh, Vietnam. The umpire, Maria Jennifer Rosula. The main judge, Nguyễn Đăng Kiên. Trọng tài léo rồi, bắt người Việt Nam toàn thắng. Trọng tài léo rồi. Sân đấu 1, bán kết đơn nữ Hirari Mitsui, Nhật Bản đấu với Nguyễn Thùy Linh, Việt Nam. Trọng tài chính, Maria Jennifer Rosula. Trọng tài giao cầu, Nguyễn Đăng Kiên. Chung kết toàn Nhật rồi thì Thủy Linh đánh cô này khó lắm. Chung kết Nhật. Nó to ghê, khỏe. Rồi, chung kết toàn Nhật. Không, mà chung kết hai đây. Hai nhất chế chứ, chiếm giải nhất thì gì ai thắng được, nó phải ganh đua nhau để cho nó đẳng cấp chứ. Không có chuyện gì đâu, không có thể ba. Ba thì là hai. Thank you.
đấu này đông người rồi. Đông lắm, mai đi sớm. Ít nhất là chỉ cần một nội dung thôi, ít nhất này còn được 5 nữa. Này em đi xem chi tiết Việt Nam thua rồi. Chơi chứ. Đông lắm. Tác nghiệp. Dễ. Tác nghiệp dễ rồi. Hiệu quả. Nhớ lúc người bảo là hơi không yêu nước tí. Nhưng mà mẹ kiếm được nhiều tiền đó. Để được việc của mình. Để được việc của mình. Kiếm được tiền như thế. Mình không làm Việt Nam nữa. Đúng rồi. Việt Nam để gì? Theo dõi nhiều. Kênh YouTube được bao nhiêu người? Kênh YouTube của em cũng hơn 200.000. Bây giờ YouTube đâu em bỏ một tháng được nhiều tiền không? Lỗ cũng tùy, có tháng được, có tháng lỗ. Lỗ á? Ông cho con nhờ gì? Năm này không có người gì em bỏ. Ông dựa. Làm từ lần các bạn mà tháng cao điểm nhất của em là được khoảng bao nhiêu đô? Tùy nghe. Nhiều khi cứ quay thế này thì không có tiền. Quay này thì thiếu tiền đâu. Tăng còn chơi cái loại kiểu YouTube mà chơi riêng các thứ để nó hết sức. 1-2 nghìn, 3 nghìn. Thì có thu nhập là được rồi. Có thu nhập thì mới làm chứ. Đam mê thì nó cũng là một phần thôi. Đam mê mà nó phải có tiền. Mẹ đam mê không có tiền thì ai mà đam mê đâu. Vợ con rồi. Ông cứ đẩy lên cao đi, xong ông chụp cái điện thoại xuống là được. Nhịp,
lắm. Thở rốn rồi chết. Nói này, ướt bụng rồi chết, khó lắm, mệt lắm. Rồi. Này kỹ thuật giỏi hơn nhỉ? Chưa phải. Hoài. Chặt đôi nam. Chưa có chặt đôi nam rồi. Mọi người xem đôi nam chứ. Thôi có anh chưa? Anh Bình với chủ nhà thì kinh lắm, nhưng sắp xếp lịch thi đấu kinh lắm, giỏi. Cùng cô thì Linh mà gặp cô này vào lại ngay vòng đầu. Chết đâu, tốt nhưng chưa đủ chết. Tôi gặp cô này ngay đầu công tác tổ chức sắp xếp rất giỏi. Ngồi kiến trai vào gặp mới được nào sắp xếp được biết rồi. Cho mình toàn những sân số 1 không có sân 2 giờ giờ vàng luôn. Còn kia giờ flash on the stage. Xin lưu ý là mọi người không được sử dụng đèn flash trong sân thi đấu. Xin cảm ơn. Chết. Không chết được. Chết. Sức khỏe phi thường. Anh nghỉ rồi anh đánh sao? Anh đánh ở gần nhà luôn. Trước đánh ở gần nhà. Trước gần nhà đánh ở sân ngân hàng với công đoàn. Nặng. Chợ Phúc La cái gì? Ờ đấy. Đây là mấy anh em đánh đội trong đấy có chị Lân nhé, anh Trường ạ. Em với chị Lân với anh Hiếu ấy. Thế à? Em sang đấy giao lưu lần. Thế à? Anh đâu? Lâu chưa? Xem lúc đấy anh lâu ở, rồi. Ở Sài Gòn rồi. Lâu đợt đấy cách đi 2-3 năm rồi. Nhưng mà chị Lân cũng thỉnh thoảng sang em giao lưu. Chị Lân em đánh ở sân nhà đi đấu với sân gì? Tuấn Minh vừa nhìn thấy bên kia. À đây em ở ấy à? Em dưới Hà Đông, em ở ngay cầu cổng. À đây à? Lấy cái số, anh em đỉnh bảng. Anh em 0908. Thôi anh không phải nhận. Em có sót gì đâu, em không phải sót. Không, không phải sót gì không ạ. Cần tay. Em sẽ rất tốt. Đó rồi đấy. Anh là gì? Chơi đấy sân anh thì toàn mấy anh em ở trong đấy. Wow.
nó cũng đi đánh giải ngoài Đức mà. Đi đánh giải ngoài Đức đấy. Linh cũng đi. Lần một anh đánh thì để uống bia. Thôi. Trước hôm đấy nhà đấy nhà Linh Hiệp trước một cả cũng đi cùng với cả Linh Bùn sang đấy. Đúng rồi. Linh công an Tây Sơn. Vâng. Nào rảnh rảnh qua sân anh chơi. Sân anh đánh cùng mấy? 357 chủ nhật. 357 mấy giờ? 6-8 à? 9 giờ. 9 giờ. Trước giao lưu xong uống bia đội anh Hiếu hay nói mắt. Uống ở trong quanh quanh ở chỗ kiểu nhất buổi chiều kỹ thuật quán bon này à. Không đập được cô đùi nó tròn căng thế là em cô này đùi chưa thua cô Hàn Quốc à rồi tập Hàn Quốc cao nữa thua thì về đến ngồi đâu chắc chắc đã thấy mình nhìn này giỏi chắc lắm trong cái nhìn lên bé ô ăn quất rồi một bạn khỏe đủ tròn chết rồi. Dạ, nhặt được 17-18 thôi cô. Tỷ số này chưa là gì? Đây dẫn trước chưa là gì? Đài duy trì 2 điểm. Thái Loan đập khỏe. Anh hay xem mày.
Đấy, chắc em đi dẫn người cháu mà chưa chắc là đứa chọn thắng rồi. Ngày trước, cách đây mấy năm nghìn, mấy nông dân Nhật Bản kiên cường. Giờ có người, có nhà tài trợ và mình mặt đẹp, mặt sạc, mặt đen tư. Oh,
rất sắc cầu.